anh em ta là một gia đình đúng chứ? Đúng vậy. Vậy thì hãy cùng nhau chống lại bọn tư bản phương Tây dạy chết, hướng đến bình đẳng chủ nghĩa xã hội. Đúng 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 đúng. Mà Liên Xô này, đảo chân bảo thuộc chủ quyền bọn tao nhé. Khỉ của tao nha. Cái gì? Thế thích đánh nhau không? Thích thì nhích. Việt Nam, mày theo phe nào? Thì chú cứ cố gắng thống nhất đất nước đi. Anh sẽ hỗ trợ chú mọi thứ có thể. Cái gì? Việt Nam, ngươi không được thống nhất. Phải kéo dài chiến tranh thì ngươi mới luôn luôn cần ta. Ra đó là ý đồ của người thằng xấu tính. Tôi nhất định sẽ đánh bọn Mỹ ra khỏi lãnh thổ và thống nhất đất nước. Mày dám cãi tao à? Mỹ à, tụt quần xuống để tôi giảng hòa, rồi chúng ta cùng nhau chống Liên Xô nhé. Vãi lều, thằng phản bội. Như câu chuyện bạn đã thấy đầu video, thì bây giờ mình sẽ tóm tắt lại những sự kiện dẫn đến cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979. Năm 1967, Liên Xô và Trung Quốc mâu thuẫn biên giới về đảo Chân Bảo, hay đảo Damaski theo cách gọi của Liên Xô. Này Liên Xô, chúng ta đã thống nhất ở giữa sông Ussuri là biên giới đúng chứ? Chính xác. Vậy đây là biên giới, và đảo Chân Bảo nằm hoàn toàn bên bờ của chúng ta. Khỉ, phía sau đảo Damaski cũng là nhánh sông Ussuri mà, nên đảo này cũng là của bọn ta. Vô lý, của ta chứ. Của ta. Sư ní ta, sư cạp lẹ. Năm 1968, Việt Nam hiện giờ đã bị Liên Xô và Trung Quốc lôi kéo về phe mình. Cơ mà ý đồ ủng hộ vĩ tuyến 17 của Trung Quốc đã bị Việt Nam nhìn thấu. Mục tiêu hàng đầu bây giờ là thống nhất, nên ta cũng không thể lên tiếng với Trung Quốc ngay được. Thế nên, Việt Nam lựa chọn im lặng, đứng trung lập để nhận được sự giúp đỡ của cả hai và mở nhiều trận đánh lớn vào Nam, hòng loại bỏ vĩ tuyến 17, đưa hai miền về chung một mối. Trung Quốc cũng biết điều này và khó chịu ra mặt. Năm 1969, chiến tranh biên giới Trung Xô bùng nổ trên đảo Chân Bảo. Năm 1970, nhận ra bản thân không thể cùng lúc đối đầu với hai siêu cường cùng một lúc. Sau một hồi cân nhắc, nhận ra Liên Xô sát cạnh nhà là mối đe dọa lớn hơn, nên Trung Quốc đã quyết định sẽ giảng hòa với Đại Gia Mẽo để cùng nhau chống Liên Xô trước. Anh bạn à, năm 1972, Tổng thống Nixon và đàn em sang thăm Bắc Kinh. Tao thắc mắc không biết hai hàng chữ to đùng kia là gì nhỉ? Nó có nghĩa là nhí sư hảo Trung của sen giải huệ ấu binh. Nước đi rước kẻ thù về nhà chơi của Trung Quốc đã khiến cho Liên Xô tức điên. Còn Việt Nam thì quái đạn thật, mình thì còng lưng đánh Mỹ, còn nó thì rước Mỹ về nhà chơi. Và thông cáo Trung Thượng Hải đã được ký kết, Hoa Kỳ mới tự tin cho B-52 mở hai chiến dịch oanh tạc Linebacker đánh bom miền Bắc, sát biên giới phía Bắc mà không sợ Trung Quốc phàn nàn. Năm 1974, Trung Quốc cũng đưa quân chiếm quần đảo Hoàng Sa, lúc này đang do Việt Nam Cộng Hòa quản lý trước sự làm ngơ của Mỹ. Tháng 9 năm 1975, Tổng Bí thư Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn sang thăm Trung Quốc với tư cách là một lãnh tụ của một Việt Nam thống nhất, đề nghị Trung Quốc giữ đúng thỏa thuận viện trợ và trả lại quần đảo Hoàng Sa cho Việt Nam. Người đối thoại với ông là Đặng Tiểu Bình, tuyên bố trả cái nịt, và điều này đã thật sự làm Việt Nam khó chịu. Thay vào đó, Trung Quốc nhấn mạnh chủ nghĩa bành trướng của Liên Xô, yêu cầu Việt Nam gia nhập liên minh chống Liên Xô. Với truyền thống biết ơn của mình thì Việt Nam đã phũ phàng từ chối. Từ đây, nước ta là cái ghèn trong mắt của Trung Quốc. Hàng loạt loa báo ở Bắc Kinh bắt đầu mị dân về một Việt Nam vô ơn. Cùng lúc này ở Campuchia, Khmer Đỏ lên nắm chính quyền và từ chối xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt với Việt Nam vì cho rằng chúng ta đang có âm mưu lôi kéo Campuchia vào Liên bang Đông Dương trong tưởng tượng. Cao thủ không bằng tranh thủ, Trung Quốc chớp lấy cơ hội bắt tay với Khmer Đỏ đẩy mạnh viện trợ kinh tế, khí tài quân sự và ủng hộ yêu sách lãnh thổ của chúng vì Trung Quốc cần một đồng minh ở phía Nam để kiềm chế Việt Nam đang thống nhất, đang dần trở nên mạnh hơn. Cơ mà lãnh đạo của Khmer Đỏ là Salosa hay còn gọi là Pol Pot là một con người khá là thân thiện. Nhìn chú mày có vẻ sáng sủa, đẹp trai, thông minh đấy. Dạ, em cảm ơn ngài. Tao cho mày chết. Ủa, mày bị ngu, mắt mày bị kém, phải đeo kính. Mà cái kính này làm mày trông có vẻ thông minh. Tao cho mày chết. Mày chống đối mệnh lệnh của tao, tao cho mày chết. Ngài tha một mạng này đi ạ, em hứa em sẽ nghe lời. À, nếu như ngươi nói vậy thì được sống phải không ạ? Là mày khôn lỏi, tao cũng cho mày chết. Mô Phật, tao cho mày chết. Ôi lấy chúa, tao cho mày chết. Anh em thấy chưa, thân thiện vui tính đến dã man thế cơ mà. Mày không phải người Khmer, tao cho mày chết. Ngoài hàng triệu người Khmer được xem là không có ích trong xã hội nông nghiệp thuần túy của Pol Pot bị loại bỏ, thì hàng trăm ngàn người dân tộc khác, chủ yếu là Việt, Thái, Chăm, trong đó chiếm đa số người Hoa, cũng đã bị thanh trừng dưới sự làm ngơ của Trung Quốc. Vì đơn giản, họ cần Khmer Đỏ hơn nên đã bỏ mặc con dân của mình. Ý kiến gì không em?
Mê Quan Chi. Có đại gia Trung Quốc bơm tiền liên tục, Khmer Đỏ bắt đầu ra dẻ quấy phá biên giới Việt Nam và Thái Lan. Còn tình hình Việt Nam sau thống nhất thì gặp khá là nhiều trắc trở. Trung Quốc cắt giảm viện trợ, bị Mỹ cấm vận kinh tế và vấn nạn người Hoa trong nước nổi loạn đòi lấy lại quốc tịch, khiến cho chính quyền phải ra tay tước đi một số quyền lợi về kinh tế của giới tư bản người Hoa. Vấn đề này thì mình sẽ không nói sâu, các bạn có thể tự tìm hiểu ở trên mạng. Theo đó, dòng người Hoa bắt đầu di tản khỏi Việt Nam. Trung Quốc cũng vịn vào lý do này để cáo buộc Việt Nam đàn áp người Hoa. Năm 1976, lãnh đạo tối cao Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông qua đời, Đặng Tiểu Bình kế nhiệm. Năm 1978, khoản viện trợ mà Trung Quốc đã hứa cho Việt Nam đã bị cắt toàn bộ, chuyển sang cho Khmer Đỏ. Nhưng đừng quá lo vì đã có Liên Xô cũng tăng cường viện trợ cho Việt Nam về cố vấn, khí tài quân sự và còn ký hiệp ước phòng thủ chung. Và chính hiệp ước này đã khiến Trung Quốc chính thức xem Việt Nam là mối đe dọa lớn nhất ở phía Nam. Năm 1979, trước sự gây hấn của Khmer Đỏ, Việt Nam quyết định tấn công thẳng vào Campuchia. Chiến tranh Việt Nam Pol Pot thì mình đã làm rồi, bạn nào chưa xem thì có thể click vào góc màn hình. Về cơ bản thì Khmer Đỏ mặc dù được ăn viện trợ ngập mồm từ Trung Quốc, nhưng vẫn bị áp đảo trước một quân đội đông hơn và dày dặn kinh nghiệm trận mạc của Việt Nam. Chứng kiến em ghệ mà mình nuông chiều bị Việt Nam đập sắp ngõm đến nơi, Trung Quốc bắt đầu lên kế hoạch tấn công biên giới phía Bắc để phân tán lực lượng Việt Nam hỗ trợ cho Khmer Đỏ. Cơ mà tự nhiên nước lớn phát động chiến tranh với nước bé thì cũng chẳng khác nào vào vai phản diện. Thế thì ta sẽ biến Việt Nam trong mắt thế giới thành phản diện. Này ASEAN, để tránh Việt Nam trở thành tiểu bá, Ngộ sẽ tấn công Việt Nam giúp các lý. Sẽ không có sự phản đối nào ở đây chứ? Hình như Việt Nam đang thân với Liên Xô mà nhỉ? Mà tổ chức của chúng ta được lập ra để chống cộng sản. Bọn ta biết là mày nói phét, cơ mà lý do mày đưa ra cũng hợp lý, cho nên là bọn ta đồng ý. Ok. Ê Mỹ, Lý ghét Việt Nam và Liên Xô đúng không? Ừ. Thế để Ngộ mang quân qua phang Việt Nam, Lý cứ im lặng, đừng nói gì hết nha. Ý kiến hay đấy, cơ mà nếu Du đánh Việt Nam như thế thì kiểu gì về mặt hình thức tôi cũng phải lên án Du, vì Du đã gây qua trước. Lý yên tâm, Ngộ chỉ đánh nó tầm 15-20 ngày gì đó rồi dạy cho nó biết xíu mùi thôi, rồi rút quân, xem như mâu thuẫn nhỏ mà. Ngộ thì dằn mặt được Việt Nam, còn đối thủ của Lý cũng bị suy yếu, hai bên cũng có lợi. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Báo cáo chỉ huy, tình báo của chúng ta mới có được một thông tin rất quan trọng. Tin gì? Theo những gì thu thập được từ tiếng gáy của Đặng Tiểu Bình thì anh nói sẽ tấn công chúng ta quy mô nhỏ trong khoảng một tháng để dằn mặt. Chúng ta còn đang phải lo mặt trận bên Campuchia nữa. Nếu đúng như vậy thì dân quân tự vệ và biên phòng chắc có thể lo được. Cứ tập trung giải quyết bọn Khmer Đỏ trước đã, nâng cao cảnh giác với Trung Quốc. Các cuộc tấn công nhỏ lẻ gây hấn của Trung Quốc đã bắt đầu kể từ tháng 1 năm 1979. Cho đến tháng 2 thì... Các đồng chí nghe đây, theo thông tin tình báo Mỹ cung cấp về tình hình Liên Xô thì đây là thời điểm thích hợp nhất để quánh Việt Nam. Dễ chúng một bài học. Đúng vậy, đúng vậy. Chúng ta sẽ tấn công theo hai hướng. Hứa Thế Hữu, người sẽ chỉ huy tấn công các tỉnh phía đông bắc Việt Nam, chủ yếu là Cao Bằng và Lạng Sơn. Đã rõ. Dương Đắc Chí, người sẽ tấn công các tỉnh tây bắc Việt Nam, chủ yếu là dãy Hoàng, Liên Sơn và Lào Cai. Đã rõ. Với lực lượng áp đảo của chúng ta, Việt Nam chắc chắn sẽ mềm xương trong phút mốt. Oh yeah. Tổng số quân được huy động tấn công biên giới trong suốt cuộc chiến là khoảng 600.000 quân theo số liệu của Việt Nam. Trung Quốc chỉ thừa nhận 400.000, chủ yếu là đường bộ. Không quân và hải quân không trực tiếp tham gia trận chiến vì Trung Quốc lo ngại lưới lửa phòng không của Việt Nam và cũng như khinh hạm của Liên Xô. Mặt trận Lạng Sơn là mặt trận mang tính biểu tượng trong toàn cuộc chiến, cho nên là mình sẽ nói hơi kỹ một chút. Mục tiêu chính của Trung Quốc ở đây là chiếm được thị xã Lạng Sơn. Nhưng để chiếm được thị xã, Trung Quốc buộc phải vượt qua lớp phòng thủ Đồng Đăng. Cái gì đấy? Động đất à? Không phải, đó là pháo kích của Trung Quốc. Cái gì? Chiến thuật của Trung Quốc khá cơ bản. Đầu tiên, chúng sử dụng pháo binh cày sới làm suy yếu hệ thống phòng thủ của đối phương. Sau đó mới sử dụng bộ binh và tăng thiết giáp tấn công bằng số đông. Ngay khi pháo ngừng bắn, quân đoàn 55 của Trung Quốc bắt đầu vượt qua biên giới, tràn lên cao điểm 386. Với chiến thuật biển người, có xe tăng hỗ trợ, 118 bộ đội cố thủ ở đây đã anh dũng hy sinh sau khi đưa tiễn khoảng 300 lính tàu. Chúng vượt qua biên giới rồi sao? Các đồng chí mau liên lạc cho tổng bộ chuẩn bị phương án đối phó. Dạ, nhưng mà đường dây liên lạc của chúng ta đã bị cắt đứt rồi ạ. Bọn cà chớn nào vậy? Là cái bọn này ạ. Chúng là người Việt gốc Hoa trà trộn vào để phá hoại chúng ta từ bên trong. Thưa chỉ huy, bọn tàu đã vượt qua cao điểm 386 và đang tiến vào Đồng Đăng. Ấy, bọn cẩu này. Các đồng chí mau tìm cách nối lại liên lạc. Còn lại thì theo tôi chuẩn bị vũ khí phòng thủ. Đã rõ. Sau khi hạ cao điểm 386, quân đoàn Trung Quốc tiến vào chiếm ga Đồng Đăng. 27.000 quân vây kín dưới chân pháo đài, mở hàng loạt cuộc tấn công biển người lên pháo đài Đồng Đăng. Chỉ có 1.000 chiến sĩ đang phòng thủ.
cấp báo, quân ta đông như thế thì có gì mà phải cấp báo chứ. Mọi chuyện cứ bình tĩnh, đầu đuôi tình hình sao kể khúc giữa ta nghe coi. Cái lũ ăn hại đãi ngồi, có vẻ chiến thuật biển ngừ chúng ta không có hiệu quả rồi. Thế thì chia nhóm tấn công liên tục cho ta. Và với chiến thuật chia nhóm tấn công liên tục này đã không cho bộ đội quân ta nghỉ ngơi. Cùng với đó, quân đoàn 54 tách ra làm hai nhánh. Nhánh đầu tiên bí mật tiến về Cồn Khoang, đang ung dung trên đường thì hú hồn con chồn còn nguyên bị đại đội 63 bất ngờ úp sọt, quân Trung Quốc bị thiệt hại nặng phải rút chạy. Nhánh còn lại của sư đoàn 54 Trung Quốc tiến về làng Thâm Lũng. Tại đây, chúng gặp phải sự phản kháng quyết liệt từ quân đội nhân dân Việt Nam nên hoàn toàn bị cầm chân. Một ngày sau, Việt Nam mở một cuộc phản công đẩy lùi quân Trung Quốc về các cao điểm 409, 611 và 675. Ngày 23 tháng 2, giải phóng quân Trung Quốc chuyển hướng mở 6 đợt tấn công vào Phai Môn nhưng thất bại, cuối cùng lại phải chuyển mục tiêu về lại Thâm Lũng, mở 12 cuộc tấn công thì mới có thể chiếm được thị trấn này. Quay trở lại pháo đài Đồng Đăng, 14 giờ chiều ngày 17 tháng 2, giàn hỏa tiễn Kachiusa H-12 của Trung Quốc phóng dồn dập vào pháo đài, rất nhiều chiến sĩ tiếp tục hy sinh. Bước sang 19 tháng 2, Trung Quốc tiếp tục cho tấn công cụm Thâm Mô và vẫn tiếp tục giao cho một đại đội tấn công dai dẳng lên Đồng Đăng, nhưng mãi vẫn không thể chiếm được pháo đài, thiệt hại đến một nửa đại đội. Nhưng mà càng chiến đấu, lực lượng Việt Nam trong pháo đài càng mỏng dần, nhưng họ vẫn quyết tâm không đầu hàng, và sự lì lợm này đã khiến cho tướng Trung Quốc mất kiên nhẫn. Ngày 21 tháng 2, chúng cho tăng cường lực lượng tổng tấn công pháo đài. Sau nhiều giờ giao tranh, bộ đội Việt Nam bị trúng đạn pháo, buộc phải rút lui vào trong hầm để tiếp tục cố thủ. Lo, quân bộ ta đông hơn chúng mày rất nhiều. Nếu chiến đấu nữa thì cũng như mũi chích trên nóc thôi. Chi bằng tụi bay hãy quy hệ. Không thuyết phục được bộ đội Việt Nam đầu hàng nên chúng đã quyết định giật sập cửa hầm, thả bom cay xuống lỗ thông gió và phóng hỏa. Toàn bộ thương binh, cảnh sát và dân thường địa phương đều hy sinh, và chỉ có 6 người đào hầm thoát ra ngoài sống sót và đã về kể lại cho chúng ta câu chuyện này. Trong 2 ngày sau đó, Trung Quốc cho tấn công mạnh vào các cao điểm còn lại. Đến ngày 23 tháng 2 thì Đồng Đăng đã hoàn toàn rơi vào tay Trung Quốc. Để đáp trả thì phía quân ta cũng đã mở 2 cuộc tấn công vào Trung Quốc như Ninh Minh, Quảng Tây, Mai Lật Pha của Vân Nam để quấy rối. Tổng kết trận Đồng Đăng, số liệu của hai bên là khá tranh cãi. Trung Quốc cho rằng Việt Nam thiệt hại tận 4.000 người ở pháo đài, trong khi thực tế số binh sĩ Việt Nam cố thủ ở Đồng Đăng chỉ hơn 1.000 người, rõ là khai khống cho bất nhục. Về phản ứng của dư luận thế giới, là nước Mỹ nhân quyền để đề phòng thế giới bị phá hoại, để bảo vệ hòa bình thế giới. Tôi đại diện cho ban phát nhân quyền cho toàn trái đất, nhất là chỗ nào có nhiều dầu, bày tỏ mối quan ngại sâu sắc cho tình hình căng thẳng ở Đông Nam Á, mong tất cả các bên hãy rút quân để tránh leo thang xung đột. Thằng Thảo Mai, chính chế độ diệt chủng Pol Pot mà tụi bay ngầm công nhận đã gây hấn Việt Nam trước. Mà Trung Quốc, nếu còn khôn thì mau rút quân đi, trước khi bọn ta kích hoạt hiệp ước phòng thủ chung, lúc đó ta sẽ giọng cho mày phu mỏ. Để tránh một cuộc chiến tranh với Liên Xô và cũng như đáp lại lời kêu gọi rút quân của Mỹ, Đặng Tiểu Bình đã liên tục nhắc lại: đây chỉ là chiến dịch quân sự có giới hạn và chúng tôi sẽ rút quân ngay khi hoàn thành mục đích. Quay trở lại chiến trường, ngày 26 tháng 2, quân Trung Quốc chia làm hai nhánh, qua hai quốc lộ 1A và 1B, tiến quân xuống thị xã Lạng Sơn. Tuyến 1B bị sư đoàn 12 Việt Nam tập kích bất ngờ, khiến cho lính Trung Quốc chết khiếp. Còn ở tuyến 1A thì Việt Nam gặp khó khăn hơn rất nhiều khi phải chịu hai hướng tấn công từ sư đoàn 160 và 161 của quân Trung Quốc. Cơ mà trung đoàn 2 thuộc sư đoàn 3 toàn là lính chuyên nghiệp nên đã giúp 2.000 kẻ địch đoàn tụ ông Mao. Nhưng mà bất ngờ, đài quan sát của sư đoàn 3 ở cao điểm 800 bị Trung Quốc tập kích. Tình thế này buộc sư đoàn phải rút khỏi tuyến phòng thủ, chuyển sang phương án phục kích chặn đánh trên tuyến 1A. Ây chà, hôm nay thật là đẹp trời, quả là một ngày tuyệt vời để giải tỏa căng thẳng. Câu này nghe quen nhỉ? Mà thôi kể đi, giải tỏa đã. Mất dạy, ai cho mày đái lên đất của tao? Đất nhà mày. À, khai không, không, khai không, khai. Khai thật, nó đái mẹ ra quần rồi. Tại hắn bị chúng em tóm được lúc chưa kịp giải tỏa căng thẳng. Khai mau, mục đích kế hoạch của các ngươi là gì? Không cần hỏi hắn nữa đâu ạ. Sao thế? Tất cả ở đây hết rồi thưa chỉ huy. Theo thông tin thu được từ tài liệu của tên tham báo Trung Quốc, ta biết được chúng đang toan sẽ vượt cầu Khánh Khê, hòng bao vây thị xã Lạng Sơn. Để đối phó, sư đoàn 337 đã được điều tới lập chốt phòng thủ tại cầu Khánh Khê. Thưa ngài, quân lính của chúng ta bị ghim chân mãi cũng bắt đầu nản rồi ạ. Không ngờ cái bọn Việt Nam lại là vua lì đòn. Thế thì ngài có kế sách gì không ạ? Tất nhiên là ta có. Ôi hay thế, cách gì vậy ạ? Đó là... tăng thêm quân tiếp viện, đè bẹp chúng bằng số đông. Ôi vãi lều. Từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, Trung Quốc bổ sung thêm quân tiếp viện và tăng thiết giáp, tấn công mạnh vào quốc lộ 1A và 1B. Sư đoàn 12 bị đẩy khỏi các cao điểm, buộc phải rút về cầu Khánh Khê củng cố hàng thủ.
tổng bộ tiếp tục gửi thêm 2 sư đoàn 327 và 338 tới tiếp viện. Đang trong đà chiến thắng, Trung Quốc mang 2.000 quân mở combat vào hàng thủ cầu Khánh Khê. Thoạt đầu, kẻ địch đã tận dụng tốt ưu thế quân số, đẩy quân ta sang bờ Nam sông Kỳ Cùng. Và đó là tất cả những gì mà quân Trung Quốc có thể làm được. Hàng thủ Việt Nam bờ bên kia cầu quá chắc chắn, mọi đợt tấn công của quân Trung Quốc đều bất lực. Đánh trực diện không được hay là chúng ta đánh lén đi? Thằng tiểu nhân, kế hoạch bẩn thỉu thế mà cũng nghĩ ra được. Dạ em... Nhưng ta là dirty old man. Thấy răng hơi rụng khó nhai, Trung Quốc thay đổi kế hoạch sẽ bắt cầu phao ở phía nam Nhạc Kỳ qua sông, dự là sẽ đánh móc vào hàng thủ ở cầu Khánh Khê. Kết quả là vẫn thất bại vì quân ta đã cho sư đoàn 337 chờ sẵn, địch tới là múc. Sao nhỉ? Sao mặt ngài nhìn như đứa đám gì? Cười cái coi. Bay đâu? Tập hợp 3.000 thằng bằng mọi giá xuyên thủng cầu Khánh Khê cho ta. À đù. Đợt tấn công lần này cả Trung Quốc và Việt Nam đều nã pháo tới tấp vào nhau. Kết quả thì bạn cũng biết rồi đấy, Trung Quốc đông quân, hỏa lực áp đảo mà cũng không vượt qua được. Chuyển sang quốc lộ 1A, ngày 4 tháng 3, sau khi tăng cường lực lượng, quân Trung Quốc ở đây đã chiếm thế thượng phong, áp đảo sư đoàn 3. Không còn cách nào khác, ta buộc phải rút lui sang bờ Nam sông Kỳ Cùng để phòng thủ, chấp nhận để mất thị xã Lạng Sơn. Ở mặt trận Cao Bằng, thay vì tấn công nhiều đợt như ở Lạng Sơn, thì quân Trung Quốc huy động toàn bộ tổng số quân tấn công ngay từ đầu. Bộ đội và dân quân địa phương của Việt Nam không thể chống nổi, hỏa lực của kẻ địch là quá khủng bố. Chỉ trong ngày 17, các thị xã như Bảo Lạc, Thông Nông, cửa khẩu Pò Pèo, cửa khẩu Lý Vạn, Đông Khê, Thạch An, Hạ Lan đều đã thất thủ. Quân Trung Quốc đi đến đâu là tàn sát, cướp bóc, phá hoại và san bằng mọi thứ đến đó, hòng gây thiệt hại kinh tế cho nước ta. Bước sang ngày 18, áp dụng chiến thuật cũ, quân đông không cần não, bốn mục tiêu gồm Lũng Nặng, Hà Quảng, Trung Khánh, Phục Hòa cũng nhanh chóng thất thủ. Ngày 19 tháng 2, thị xã Cao Bằng bị kẻ thù đồng loạt tấn công từ nhiều hướng, giao tranh cực kỳ ác liệt, hàng chục xe tăng của Trung Quốc bị phá hủy. Dù không có lợi thế về quân số, nhưng Việt Nam cũng chứng tỏ rằng mình không phải là đối tượng dễ bị bắt nạt. Cùng lúc này, tại cửa khẩu Sóc Giang đã bị quân Trung Quốc bao vây, rơi vào thế bánh mì kẹp thịt sau cả ngày trời ăn miếng trả miếng với kẻ thù. Đánh giá tình hình thì quân ta bị gây sức ép quá lớn, còn bị cắt đường tiếp tế. Cuối cùng sau 3 ngày giao tranh, 22 tháng 2, trung đoàn 246 buộc phải rút lui khỏi cửa khẩu Sóc Giang để bảo toàn lực lượng. 2 ngày sau đó, tức ngày 24 tháng 2, sau 5 ngày chiến đấu quyết liệt, thị xã Cao Bằng cũng chính thức thất thủ. Một cái điểm phòng thủ gần đó là đèo Khao Chỉa, địa hình đèo hiểm trở cũng góp phần hạn chế Trung Quốc sử dụng tăng thiết giáp. Hàng thủ quân đội Việt Nam ở đây cũng được trang bị súng máy 12 ly 7 xuyên giáp, đã gieo rắc cơn ác mộng tột độ cho bộ binh tàu khựa, khiến chúng thiệt hại nặng. Sau nhiều ngày nướng quân vô tội vạ mà vẫn không hạ được đèo Khao Chỉa, Trung Quốc sử dụng pháo nã tới tấp vào sườn đèo nhằm hỗ trợ cho lính Sơn Cước tấn công, và chiến thuật này cũng thất bại nốt. Tuy vậy thì sau nhiều trận chiến đấu ác liệt, phía Việt Nam đây chỉ còn 300 người. Cuối cùng đến ngày 28 tháng 2 thì được lệnh rút lui để chuẩn bị cho một đợt phản công lớn. Cơ mà số người còn lại không thể mang hết số vũ khí, nên họ đã chia nhau ra phá hủy chúng để tránh rơi vào tay kẻ thù. Ngày 1 tháng 3, bộ đội chủ lực quân khu 1 của Việt Nam bắt đầu tham chiến, lập tuyến phòng thủ tại đèo Cao Bắc. 3 ngày sau, Trung Quốc đã hành quân đến đèo Cao Bắc. Ngay khi thấy bóng dáng ai đó nhẹ nhàng hiện ra, 8.000 quân chủ lực Việt Nam bắt đầu phát kẹo. Hàng loạt xe tăng thiết giáp Trung Quốc bị phá hủy, bộ binh thì bị thiệt hại nặng nề. Đợt tấn công đầu tiên bất thành, Trung Quốc không thể chấp nhận, bèn tăng thêm tiếp viện cố đấm ăn sôi thêm lần nữa. Vẫn thất bại. Bị đấm SML tới 2 lần, chúng nhận ra đang phải đụng độ với dân chuyên nghiệp, nên đã ra lệnh rút hết quân khỏi đèo Cao Bắc. Tới với mặt trận Hoàng Liên Sơn, Trung Quốc vẫn sử dụng chiến thuật quen thuộc. Sau trận pháo kích dữ dội, 40.000 quân bắt đầu vượt sông Hồng tràn qua biên giới. Các chiến sĩ dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng ở các thị xã Bản Vược, Bản Qua, Quang Kim, Duyên Hải, Nà Lộc, Tà Ngải Trồ, Dinh Chin, cửa khẩu Lô Cô Chin cũng đánh trả quyết liệt với tinh thần quyết tử. Tuy nhiên sức người cũng có hạn. Dù tất cả cứ điểm trên đã thất thủ trong ngày 17 tháng 2, nhưng thiệt hại về người của Trung Quốc vẫn là nặng hơn. Bước sang ngày 18, đồn biên phòng Pha Long và Bản Phiệt bị Trung Quốc tấn công. 100 lính biên phòng ở đồn Pha Long bị thiệt hại gần hết, còn Bản Phiệt cũng bị chiếm ngay trong ngày, khiến cho thị xã Lào Cai rơi vào tình trạng bị bao vây. Ngày 19 tháng 2, Trung Quốc cho tấn công dồn dập và đã tiến vào chiếm đóng thị xã Lào Cai. Ngay lập tức, hai sư đoàn chủ lực được bổ sung tổ chức phòng thủ tại Sapa, đèo Ô Quy Hồ và nông trường Phong Hải, ngăn không cho Trung Quốc tiến sâu vào nội địa. Sau đó, Trung Quốc chia đôi quân đội của mình đồng loạt đánh vào Sapa và đèo Ô Quy Hồ. Và một khi đã gọi là bộ đội chủ lực thì phần nào các bạn cũng đã đoán được kết quả như thế nào rồi. Số quân Trung Quốc tấn công trận địa phòng thủ tại đèo Ô Quy Hồ đã bị outplay hoàn toàn. Thế nên,
chúng đã thay đổi kế hoạch tập trung đánh Sapa trước, bị hội đồng từ hai hướng. Đến ngày 1 tháng 3, Sapa cũng thất thủ. Ngày 4 tháng 3, Bến Đề và Phố Lu cũng đã bị Trung Quốc tiến vào chiếm đóng. Vào mặt trận Lai Châu, ngày 17 tháng 2, 50.000 quân Trung Quốc được hỗ trợ bởi xe tăng và pháo binh bắt đầu vượt biên tiến đánh Pa Nậm Cúm, đồn biên phòng Sinalau và Nậm Xe. Với lợi thế quân số kèm hỏa lực áp đảo, Trung Quốc chiếm hoàn toàn ưu thế. Tuy nhiên, dù lực lượng vẫn chỉ là biên phòng và bộ đội địa phương, áp dụng chiến thuật du kích đánh tiêu hao đã tỏ ra khá hiệu quả trong việc cầm chân quân Trung Quốc. Đến ngày 4 tháng 3, kẻ thù mới chỉ tiến được phong thổ. Tới mặt trận Hà Tuyên, do nơi đây là địa hình đồi núi hiểm trở nên Trung Quốc tận dụng triệt để pháo binh, sau đó mới cho bộ binh xông lên và tiến vào Đồng Văn, Mèo Vạc, Thanh Thủy. Và kết cục là 42.000 quân Trung Quốc không thể xuyên thủng nổi hàng thủ chỉ 17.000 bộ đội biên phòng và quân dân địa phương Việt Nam tại đây. Tới với chiến trường còn lại, Quảng Ninh. Ngày 17 tháng 2, đồn biên phòng Pò Hèn là nơi chịu tấn công đầu tiên. 45 chiến sĩ biên phòng ở đây đã tử thủ. Sau vài giờ giao tranh thì hàng trăm lính Trung Quốc đã bị tiêu diệt. Nhưng lợi thế về quân số và hỏa lực đã giúp Trung Quốc chiếm được đồn biên phòng Pò Hèn. 45 chiến sĩ biên phòng, chỉ còn 9 người sống sót rút lui để bảo toàn lực lượng. Sau đó, các nơi còn lại như Bình Liêu, Móng Cái, Tiên Yên cũng đã bị Trung Quốc tấn công. Cơ mà lần này, phía Việt Nam đã phòng thủ thành công. Tới ngày 26 tháng 2, các trung đoàn thuộc Sư đoàn 325B quân đoàn 2 đã được tăng cường tới Quảng Ninh. Các thế trận phòng ngự phản công cũng đã được triển khai. Đụng độ với quân chủ lực Việt Nam giàu kinh nghiệm chiến trường chống Mỹ thì Trung Quốc cho xin cái tuổi. Ngày 4 tháng 3, các sư đoàn từ quân đoàn 2 được kêu gọi ở chiến trường Campuchia đã tập kết đầy đủ ra Bắc và đang trên đường tới tiền tuyến. Lệnh tổng động viên cũng đã được ban bố, chuẩn bị chiến hết mình với quân Trung Quốc. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 5 tháng 3, tôi tuyên bố Trung Quốc đã hoàn thành chiến dịch và sẽ bắt đầu rút quân. Tuyên bố này làm cho cả thế giới ngỡ ngàng, nhưng không vì vậy mà Việt Nam mất cảnh giác, quân đội vẫn được đặt trong trạng thái sẵn sàng cao độ nếu như Trung Quốc trở mặt. Thoạt đầu thì phía Việt Nam cũng cho phép Trung Quốc rút lui thuận lợi, nhưng mà hàng loạt tin tức được báo về, báo thủ Trung Quốc vừa lui vừa phá đổ hết cơ sở hạ tầng, cướp bóc và giết chóc. Mất dạy, chúng ta sẽ tổng phản công, không cho bọn chúng phá thêm nữa. Lần này thì Trung Quốc đã bị Việt Nam đánh bất ngờ, chỉ có nước co giò lên cổ mà chạy. Tuy vậy, phần lớn cơ sở hạ tầng đã bị biến thành bình địa, thiệt hại về kinh tế là không hề nhỏ. Một số bằng chứng về cuộc thảm sát dân thường của lính Trung Quốc gây ra đã được ghi nhận. Sau cuộc tổng phản công này của Việt Nam thì về cơ bản, Trung Quốc đã rút lui, nhưng hàng ngàn vụ giao tranh vẫn xảy ra dai dẳng tại các điểm do quân Trung Quốc chiếm đóng trái phép, tuyên bố sẽ còn tấn công mạnh hơn nữa nếu Hà Nội không chịu thay đổi lập trường. Dĩ nhiên chẳng cần ai phải nói thì cũng biết Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục. Năm 1986, Trung Quốc đưa quân đánh chiếm quần đảo Trường Sa, tuy để mất một số đảo lớn nhưng hải quân Việt Nam vẫn giữ được số đảo còn lại. Năm 1989, sau khi giúp nước bạn xây dựng chính quyền, Việt Nam rút quân khỏi Campuchia. Trung Quốc cũng rút toàn bộ quân đội về bên kia biên giới, ngoại trừ quần đảo Hoàng Sa và vài đảo của Trường Sa vẫn bị chiếm đóng trái phép. Và chúng ta vẫn đang đấu tranh giành lại chủ quyền hai quần đảo này cho tới tận ngày nay. Tới năm 1991, Liên bang Xô Viết tan rã, mất đi kẻ thù lớn nhất, Việt Nam cũng không còn là mối đe dọa nữa, nên cả hai nước đã bắt đầu bình thường mối quan hệ. Nhìn về mặt tổng thể thì thoạt đầu, có vẻ đối đầu với quân dân địa phương thì Trung Quốc, cùng khí tài hỏa lực dồi dào, đã chiếm ưu thế trên chiến trường với thiệt hại không hề nhỏ. Nhưng khi tiếp chiêu từ quân chủ lực phía Việt Nam, dày dặn kinh nghiệm từ thời chống Mỹ thì phía Trung Quốc đã tắt điện. Sau lệnh rút lui, cả hai đều tuyên bố chiến thắng, nhưng phải chịu những thiệt hại vô cùng nặng nề. Nước ta chịu thiệt hại nhiều hơn, vì ngoài thiệt hại về nhân mạng thì ta còn thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Tổng kết lại thì theo mình nghĩ từ những gì đã tìm hiểu được thì sở dĩ Trung Quốc cần Việt Nam vì lo ngại nếu chiến tranh với Liên Xô xảy ra thì hiệp ước phòng thủ chung sẽ kẹp chết Trung Quốc, nên chúng đã cố lôi kéo Việt Nam về phe mình nhưng thất bại, nên mới thu nhận diệt chủng Khmer Đỏ làm đàn em để kiềm chế nước ta là đồng minh của Liên Xô. Nhưng điều Trung Quốc không ngờ là Khmer Đỏ không mạnh như chúng tưởng, hoặc là do Việt Nam quá mạnh và Trung Quốc đã phải đánh vào biên giới phía Bắc hòng hỗ trợ cho đồng minh Khmer Đỏ nếu như không muốn rơi vào thế bánh mì kẹp thịt một lần nữa, tiếp tục đưa dân tộc nhỏ bé trên mảnh đất hình chữ S này chịu sự tàn khốc của chiến tranh. À mà còn nữa, Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam nhá đi.